Cuộc chiến bikini đầu hè của Hồ Ngọc Hà và loạt sao Việt. Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Puka khoe dáng với đủ kiểu áo tắm trong những chuyến đi biển đầu hè. Hồ Ngọc Hà vừa có chuyến nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm cùng cả gia đình. Trong khuôn viên resort, bà mẹ ba con đạp xe, khoe vóc dáng cùng bikini tông cam. Thiết kế có kiểu dáng bèo nhún, bắt trend xu hướng Y2K thịnh hành năm nay. Hương Giang được nhiều khán giả bình luận khen thân hình săn chắc, nổi múi cơ rõ nét khi mặc monokini cắt phép của Gucci. Lệ Hằng thực hiện bộ hình gợi cảm với bikini nhỏ xíu, tôn đường cong và vòng ba. Thiết kế có kiểu dáng dây mảnh. In họa tiết da động vật, được người đẹp tậu gần đây. Bắt trend xu hướng bikini phối màu color block được nhiều sao thế giới yêu thích, Thúy Ngân tôn dáng trong chuyến đi mừng tuổi mới ở Vũng Tàu cùng bạn bè. Để trang phục thêm bắt mắt, nữ diễn viên còn phối khăn quấn tóc màu neon. Emily phối bộ bikini ren 3 mảnh cùng áo choàng dài. Có chiều cao 1,76m cùng 3 vòng 89, 59, 94cm, mỹ nhân lai Pháp thường xuyên ra biển và khoe dáng với bikini. Mẹ một con Tường Sang cho biết đã lâu cô mới khoe hình diện bikini, với thiết kế cắt ao hở ngực, khoét hông cao. Hồi xưa thấy bản thân không có múi bụng đẹp, đẻ xong lại tự ti vì rạn nhưng vẫn được nhiều bạn yêu thương hỏi bí quyết giữ dáng. Á hậu cho biết, Phương Trinh Jolie kết hợp bikini cùng crop top và khăn choàng xuyên thấu, tôn body sau sinh bé thứ hai khi du lịch Bali. Người đẹp cho biết cô mới phẫu thuật nâng ngực được 10 ngày. Puka tiết lộ cô không biết bơi nhưng thích đi biển và thường xuyên sắm nhiều kiểu bikini để chụp hình. Trong chuyến nghỉ dưỡng Phú Quốc cùng ông xã đầu hè, nữ diễn viên khoe body với mẫu áo tắm 3 mảnh tông màu neon. Minh Triệu chịu khó phơi nắng để có những bức hình đẹp với bikini. Thiết kế 2 mảnh đối lập màu sắc tôn lên làn da rám nắng của siêu mẫu. Gigi Hương Giang lựa chọn bikini len mới lạ. Chi tiết dây thắt làm nổi bật vòng eo nữ ca sĩ. Huỳnh Nguyễn Mai Phương Miss body suit khoét hông cao cùng mũ lưỡi trai và túi cói, tạo phong cách dễ thương. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.